Rồi, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Thái Dương TV. Hôm nay Thái Dương TV xin chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cảnh xe cẩu Kiến Cường cẩu cái tượng ở phía trước mặt mình xuống nha cả nhà. Đây, cái tượng đó thì đã có một cái sự việc tâm linh khá là ấy nha, nhưng mà để một lát nữa mình sẽ vào đó mình kể cho cả nhà mình nghe. Còn ở đây hiện tại thì xe cẩu Kiến Cường mới lại cả các bạn. Đây là một con xe cẩu 400 tấn nha. Đấy, 400 tấn vừa được kéo xuống để chuẩn bị vào để cẩu bức tượng mẹ Quan Âm xuống nha các bạn. Nghĩa là cẩu để di dời từ cái hướng này qua hướng này. Đấy, từ hướng này qua hướng này ha. Nghĩa là cái đường quốc lộ ngoài này nè các bạn, nó cái cổng vào ở đây, nhưng mà tượng mặt mẹ quay về trong này thì ở nhà chùa người ta muốn dời về hướng này để đặng quay cái mặt trở ra. Đấy, thì đây con cẩu quá trời lớn rồi cả nhà ơi. Hết biết cái con cẩu này rồi. 400 tấn nha, kinh khủng. Nó chạy xuống là phải có thêm một cái xe rơ móc kéo nữa các bạn. LTM 1450, quá dữ. LTM, cái mã số này lâu quá mình quên, có là lít hơn LTM với là gì, nói chung nó hai ba ký hiệu gì đó mình quên mất tiêu rồi các bạn, này của lít hơn ha. Qua cái cổng không đây, qua cổng không chừng dưới cổng kìa. Qua cái nhà. Ồ, vừa ngắm luôn. Rồi hạ gầm xuống các bạn, xe này nó tự hạ gầm được nha. Đấy. Đưa vào trong rồi mới đem đối trọng rồi vào ráp nha các bạn. Đối trọng rồi còn nằm ở ngoài á. Bữa nay là chắc là ráp đối trọng rồi thôi, ngày mai mới cẩu. Cái bức tượng này hiện tại là nó đang có về một cái tâm linh rất là hơi bị căng nha các bạn. Thì để một lát nữa đây mình sẽ lại đó, mình sẽ kể cho cả nhà mình cùng nghe ha. Đến cái xe cẩu Kiến Cường này lại là đến đơn vị thứ ba đó các bạn, đơn vị xe cẩu thứ ba lại cẩu đó. Trong lúc mấy anh em đang dựng xe cẩu lên thì mình đi vòng vòng đây để quay cho cả nhà mình xem ha. Sư cô đang cúng, ủa sư cô đang cúng sao có con gà nữa ta. Rồi cái này mình cúng cái gì mà có con gà nữa vậy sư? Cái này cúng mấy sư cô, cái này là cúng bình. Cúng bên rồi cúng mẹ, cúng cha. Cúng dạ, rồi. Còn cái này là cúng dưới, cúng ngoài á. Dạ, dạ, dạ. Chắc như vậy rồi. Dạ, phải nếu cúng mẹ thì cúng ở bàn thờ trước rồi. Dạ, dạ. Đấy, con thấy có con gà. Đây, cúng các tư vậy. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Ở đây là sư cô đang cúng, như cúng ở ngoài đó các bạn. Còn cúng mẹ thì có cái bàn thờ ở ngoài trước cúng mẹ. Đây,
Thì đây Thái Dương TV xin sẽ tường thuật lại cho cả nhà mình cùng xem. Đúng ra Thái Dương TV có cảnh đó hết, nhưng mà có một cái vấn đề về bên chỗ mấy anh em xe cẩu, cho nên Thái Dương TV không đăng cái đoạn video đó lên ha. Để từ từ xem thế nào rồi Thái Dương TV có quyết định khác, nếu mà đăng được thì Thái Dương TV sẽ đăng lên cho cả nhà mình cùng xem. Còn hiện tại thì cái đoạn video đó Thái Dương không đăng được, tại vì nếu đăng lên thì mấy anh em bên cái nền tảng xã hội khác họ sẽ copy video và họ sẽ làm sẽ đăng lại rồi này kia, làm sẽ nó có thể là nó sẽ phiền phức ha. Tại vì cái riêng tư của cái bên đội xe cẩu của người khác. Thì Thái Dương TV xin nói cho các bạn nghe như thế này, thì cái tượng Đức Mẹ này thì dự kiến là nó nặng là 100 tấn nha cả nhà. Cái chiều cao của cái từ chỗ này nè, từ chỗ cái chân đế này nè lên tới cái đầu của ngôi Đức Mẹ hình như mười mấy 20 mét gì đó. Mình chưa rõ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà mấy anh em nào ngày xưa có thi công đắp cái tượng này á, thì nếu mà biết cái chiều cao chính xác thì vào comment cho mình ha. Tại cũng có người nói là 25 mét rồi này kia, mình không có rõ, nhưng mà bức tượng này chắc chắn là sẽ trên 15 mét. Đấy, nặng là 100 tấn ha. Ở phía dưới này là toàn là bê tông đặt hết, từ cái tòa sen trở xuống là bê tông đặt, từ cái mình của mẹ trên đó là cái đắp, họ đắp ở trong ruột thì có thể là nó bọng ha, mình cũng không rõ cho lắm. Đấy, bức tượng này rất là lớn. Thì trước đó nữa thì đã có một đội xe cẩu lại, xe cẩu 200 tấn nha, lại cẩu bức tượng mẹ thì cũng đục chân ra rồi, cắt chân ở trên đó đó các bạn, thì cắt chân ra rồi và cẩu lên thì xe bị nhõng đít, cẩu không nổi, là xe 200 tấn cẩu không nổi nha. Đấy, sau đó thì mới đem xe cẩu Tùng Anh lại. Tùng Anh là xe này là xe 250 tấn, xe mình đã quay gắp cục điện cho cả nhà mình xem rồi đó. Thì đem cái xe này lại cẩu thì nhóng lên không nổi các bạn. Sau khi cắt mấy cây sắt ra đó thì nó thì bức tượng của mẹ lại bị tuột ở đó, có nghĩa là đơn vị thứ hai vẫn không cẩu Đức Mẹ lên được ha, không cẩu mẹ lên được. Thì bây giờ đến xe cẩu thứ ba là xe cẩu của đơn vị Kiên Cường, họ sẽ lại hỗ trợ để cẩu mẹ dời qua bên kia. Thì cẩu Kiên Cường là cẩu 400 tấn nha. Các bạn có thể thấy là hôm qua lúc mà cắt rời cái đoạn sắt ra thì nó bị sụp xuống các bạn, sụp xuống mà các bạn có thể thấy sắt bọng về cái dàn sắt sườn, sắt y là nó cong hết trơn luôn các bạn. Đấy, cẩu thì anh em treo ở đó để giữ lại đừng cho mẹ bị ngã các bạn. Đấy. Nói chung thì cái này thì có mấy người người ta nói về cái hướng tâm linh, là người ta nói là mẹ không muốn đi cho nên là mới như vậy. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái cây này cong rồi nè, cong như chữ ếch, hình chữ ếch luôn các bạn. Nhìn cái sắt này nó thụng xuống là sắt y chứ. Đó. Bạn thấy kinh chưa? Đó. Đấy, bây giờ đến anh em thứ ba này lại xem có thể đưa mẹ xuống để di dời về bên kia như ý nguyện của chùa hay là không nha. Chứ mà cái này thì có rất là nhiều người nói về cái yếu tố tâm linh, thì nói là mẹ không muốn đi cho nên mới như vậy các bạn. Có nghĩa là bức tượng này thì xe cẩu nhất lại cẩu không được, nhõng đít xe cẩu thứ hai thì dư lực thì cẩu thì mẹ bị rớt xuống rồi, cho nên mấy anh em cũng không dám cẩu nữa, rồi mới là hỗ trợ thêm cái cẩu thứ ba lại để cái cẩu khá là lâu rồi, cho nên cái xe cẩu trước á, là khá là lâu rồi, nghĩa là dẫn đậu ngay vị trí này là đứng là chịu cần ở trên đó đó các bạn, nghĩa là cũng đục ra rồi ha, đục sắt ra rồi, đục sắt chân ra rồi, cái mới là cẩu thì cẩu không lên, bị nhõng đít cho nên là mới hàng chân lại đó. Thì bên chỗ xe cẩu 250 tấn này mới đi lại, là cũng như là đậu chịu cái tầng lễ đó đó, thì xe cẩu này mới đi lại là rút cái cẩu kia ra, mới đưa cẩu này vô, thì hôm qua cắt chân ra thì nó lại bị sụp xuống các bạn. Thì xe cẩu này mấy anh em cũng cẩu không nổi nha, cẩu không nổi rồi, cho nên là mới di dời thêm cẩu thứ ba lại, đơn giản là vậy thôi. Còn cái nó còn nhiều cái vấn đề rất là phức tạp, nhưng mà Thái Dương TV xin chia sẻ cho các bạn như vậy để các bạn được biết thôi. Còn nếu mà cái kia mà Thái Dương TV có xin phép mà đăng lên được á, thì sẽ đăng lên cho các bạn xem cái cảnh khác ha. Bên đây là mấy anh em, đây là bên đội di dời rồi nè, như chú rồi nè, mới là đội di dời nhà rồi đó, đang cúng để cho công việc nó suôn sẻ. Mấy anh bên đây thì bên xe cẩu, mấy anh đó là mấy anh bên công trình đó các bạn, bên di dời á.
Đây, mấy anh em đang chuẩn bị kéo cáp rồi ra vô cái cẩu móc rồi ha, vô cái móc cẩu. Đây, LTM thì nó là cẩu chuyên dụng, LTH đúng rồi, hôm rồi mình quay ở cảng Bến Nghé nữa các bạn. LTH là mấy cái cẩu dưới cảng đó các bạn. Đấy. Mình cũng không có rành gì ba cái thông số của mấy con này nữa. Đây, chuẩn bị nâng cần lên. Đó, xe này là vô móc cẩu nè, dưới đối trọng luôn. Còn sân chùa này cũng rộng nha các bạn, nên là xe vô rất là thoải mái. 4 tấm này là 4 tấm độn tượng ha. Đấy, móc cẩu rồi dĩ. Rất là nặng nha các bạn. Còn mấy xe tải đối trọng ở ngoài nữa các bạn, tí nữa đối trọng vô nữa. Cẩu hết cái này xuống rồi đối trọng vào cái nữa. Rồi, quay qua đặng vô cái móc cẩu luôn các bạn. Móc cẩu đó là tải trọng của nó là 450 tấn á. Này, có đóng dấu luôn các bạn. 450. Này, công tác chuẩn bị sẽ khá là lâu nha cả nhà. Vậy đó đặng vô cáp nha, để coi mấy anh em này sẽ đi bao nhiêu lèo nha các bạn. Này, theo mình nghĩ là đi ít nhất cũng 6 lèo. Đi ra 12 lượt cáp trăm nha. Này, vô cáp nha. Này, đi 6 lèo 12 giây. Ok, vô móc cẩu đã xong. Đấy. Bắt các cái chốt lại chỗ an toàn ha, để nó gài cáp rồi đó. 6 giây. Mỗi bình 6 giây thôi. Rồi. Để xem sẽ xem nâng cái cần lên các bạn, rất là khủng. Còn đồ rất là nhiều nha, còn rất là nhiều đồ, xuống đồ khá là nhiều, còn 60 tấn đối trọng nữa các bạn, 60 tấn đối trọng nữa ráp ở đằng sau đít nữa. Cái cần của nó bự hơn cái cần 250 tấn quá trời luôn. Quá bự. 400 tấn mà, tính ra nó gần gấp đôi mà.
mới có dừng coi khúc cần nữa không là nó lên một cái là muốn bằng cái cây bên đây là nó đang ra cần luôn á, kinh khủng. Ốc cục nổi thiệt chưa. Rồi sau một hồi mấy anh em chuẩn bị bắt mấy cái chân đồ này kia thì bây giờ xe nó được kích năng lên nha cả nhà. Đấy, tất cả đã hỏng chân rồi nha. Này là lên cấu hình Superline luôn nha cả nhà. Và cái cấu hình này là cẩu đồ nặng mới lên đó. Cái cẩu thường thì không có lên cái cấu hình này nha. Ê, quá trời chuyển mưa rồi. Hết biết cái đâm mưa rồi các bạn ơi. Hiện tại là đang ra cần. Đấy, xuống cái đó xong là cái mọt này ra tới cái mọt mọt đối trọng sẽ vào nha các bạn. Còn hai mọt đối trọng 60 tấn đối trọng nha, mỗi xe là mỗi một mọt là kéo 30 tấn. Đấy, xe đó là xe đối trọng vào nha các bạn. Xe đang gia công vô các bạn. Cái này nó xe cẩu nó để lên trên cái đầu ha. Nãy mình đứng trên quên chỉ cho các bạn. Nó để lên trên cái đầu này xong rồi nó quay cái đít lại cái đầu nó ra nó nghĩa là nó tự ráp được ha. Chứ cái này là không cần về xe cẩu khác hỗ trợ, tự ráp được. Rồi, còn cái cục này là nó là cái tài phụ ha. Này là cái tài phụ của cái cần phụ á, mà lúc hổm mình có quay cho các bạn xem cái cần phụ rồi đó. Đấy, khi nó lên cần phụ nó sẽ ráp cái tài này vô. Xem mấy xe công dê vào. Trời chiều quá các bạn. Nãy chuyển mưa quá, mưa nãy đứng hướng kia thì cũng mưa quá. Hướng này thì bị nắng. Đây, mình ở này để cho các bạn xem rõ hơn đây. Đây sẽ để lên cái đầu này ha. Sau đó nó sẽ quay đít lại để mà nó tự bắt vào được luôn các bạn. Mấy cái này thì hồi lúc trước cái kênh kia thì mình đã có từng quay cho các bạn xem cái cảnh ráp này rồi. Mà kênh mới này chưa ha, mình sẽ quay cho các bạn mình xem ha. Đây, chuẩn bị da mọt này ra vào cái mọt kia nữa.
cục đỡ trọng này vào màu các bạn. Đây là cục 3 cục 30 tấn ha, 3 cục 10 tấn. Bạn có thể thấy là một cái tấm sắt rất là mỏng, rất là nhỏ như vậy đó, nhưng mà sức nặng của nó là bằng một cái xe cuốc 04 đó các bạn. Xe cuốc 04 thì nặng hơn vài trăm ký ha. Bên kia ginh làm 3 cục luôn. Cường làm gì là quy mô luôn. Xuống mấy chiếc, xuống mấy chiếc chở từ từ này. À xuống 4 chiếc này. Chiếc cẩu với 4 chiếc này. Một một kéo nè, một à, xe cẩu nè, dưới hai công nè. À xuống 3 công luôn. Xuống 3 công. 3 công một cẩu, một kéo. Cái một đầu kéo. Cái đó cái tài hả? À cái đó là cái tài phụ, nó lên cái cần phụ. Lên cái cần phụ thêm nữa. À, lên cần phụ nó mới gắn cái đó, còn cái này đâu cần lên cần phụ đâu. Đem theo trường hao thôi ha, đem hồi theo hả? Cái dạng là nguyên bộ người ta đem theo trên xe gì đó mà. Tức là mình hồi khỏi cần xài cái đó. Ừ, với cái đó hình như là người ta không có xài đâu. Đó này vô xong mình quất liền chứ vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng xe này lên cận thì xe kia sẽ rút ra. Rồi, đang quay lại để lắp vào thân nha các bạn. Đây, cái cục vuông vuông ở trên đó là có 7 tấn rưỡi thôi chứ không phải 10 tấn nha. Đây, cục vuông vuông trên là 7 tấn rưỡi. À, mấy cục dưới này là 10 tấn hết ha. Là 5 cục là 50 tấn, 7 tấn rưỡi. Và bên kia 7 tấn rưỡi nữa là 15 tấn, là hiện tại là đang là 65 tấn. Là còn 2 cục bỏ dưới đất nữa đi, không biết hồi có chắc lên không nữa nha. Thì nếu mà chắc lên nữa thì thêm 15 tấn nữa. Là 80 tấn tất cả ha, 80 tấn nói trọng. Đang quay qua để đáp vô. Okay.
ngay qua cái là nó sẽ hạ xuống ha. Hạ xuống cái là nó sẽ vào luôn. Đó. Sẽ hạ bên xuống. Đây, hạ bên xuống nha các bạn. Đều là thể lực hết. Rồi, quay qua để móc cáp chuẩn bị lên luôn nha các bạn ơi. Cái này là lên cấu hình không hoàn chỉnh nha. Vậy là nó đã dư rồi. Tại vì cái cục tài đó là phải bắt cái cần phụ vô thì mới đi cái cục tài đó. Nguồn nguyên bộ thì phải bắt lên như vậy đó. Cũng như là nói chung là cái đời xe cẩu này cũng khó nói lắm. Khi là nó quá tải là nó sẽ không cho phép cẩu. Bắt buộc phải lên. Nói chung là nó lu bu lắm các bạn. Bạn bắt cáp vô. Trời quá trời vẫn mưa bên đó, hầm hì ở bển các bạn ơi. Cáp là công nào cũng nấy là ốc nổi luôn. Đây, vô cáp bạn. Cáp này có mấy? 53 ly. 53. Quá dữ cùng cáp. Bự hơn cùng tay luôn. Lấy qua cái 35 bắt vô xong rồi bung cáp này ra nối thêm 2 sợi thành 17 mét giùm anh. Ơi, 3 sợi. Rồi sẽ nối thêm cáp này vào nữa nha các bạn. Bung cáp này ra, bung cáp này ra. Anh kỹ thuật anh đã tính cái mét cái độ dài á. Lên phải đủ bằng 17 mét chiều dài cáp. Rồi cà phê sư phụ đãi kìa. Rồi, mấy anh em ơi. Anh em leo bên đó đang chuẩn bị thay cáp rồi đó các bạn. Hình như là bên trong tượng có đường, có cầu thang lên ở phía bên trong bụng tượng hay sao á các bạn. Mình không thấy leo ở ngoài mà lại đi ra được, chắc có lẽ là trong tượng nó có cầu thang đi lên ha. Đấy, có hai anh em đã trèo lên chảnh rồi á, chuẩn bị tháo thay cáp. Phía bên tuyến cường họ sẽ đi thêm cáp bự vào nha. Nhờ tăng cường thêm cáp đó các bạn. Giờ chuẩn bị rút luôn cái cây cần nó xuống. Mấy anh em leo ở trên.
chua vào không? À, không có đường để vào các bạn. À, họ leo theo những cái thanh sắt để đi lên nha các bạn. À, vậy mà mình cứ tưởng đây là bên trong tượng có đường vào chứ, thì ra là không có nha các bạn. À rồi các bạn, hiện tại là cái cổng cáp này nè các bạn. Các bạn có thể thấy là bắt đầu từ cái mái ní này đi xuống nè. Từ mái ní này đi xuống là cổng cáp này, có nghĩa là các anh kỹ thuật nói là 18m. 18m là hiện tại là cái mái ní nó cũng muốn ngang đầu tượng bà ha. Mà ở dưới chân là nó chưa đụng chân các bạn. Đấy, ảnh mới hạ xuống là đụng chân. Như vậy là cái tượng này chiều cao là khoảng 20m ha. Cái chiều cao mà bắt đầu từ cái chân dưới này luôn nha các bạn. Dưới cái bệ luôn ha. Cái bệ này lên luôn là khoảng 20m cái chiều cao của bức tượng. Đấy. Wow, có cầu vồng luôn các bạn. Hết biết đẹp luôn các bạn ơi. Sao mà cầu vồng lại nổi lên là ngay, có thể nói là rất là đẹp luôn các bạn. Wow, hết biết đẹp luôn các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy cái cầu vồng kìa, quá đẹp luôn. Wow, bây giờ là các bạn có thể thấy là cầu vồng xuất hiện rất là rõ luôn các bạn. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây có lẽ là một cái điềm báo để một cái sự tốt đẹp không còn vướng như hai lần trước nữa các bạn. Wow, quá đẹp luôn. Wow, nãy giờ mình lo chú ý vào cái cầu vồng thì hiện tại thì cái xe cẩu màu đỏ của Tùng Anh đã thông cảnh xuống nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chờ phía bên đội của Kiến Cường, họ sẽ móc dây để chuẩn bị di dời tượng mẹ xuống ha. Bây giờ đã tối rồi các bạn ơi. Anh em đang cầu dây ở trên đã xong rồi, bây giờ đang tụt xuống các bạn. Đang chèo xuống ha. Chèo xuống để mà móc ở dưới cái nữa là sẽ tiến hành cẩu xuống. Anh em đang chèo xuống rồi. Mình dây trên đã xong ha. Đang hạ đối trọng nha cả nhà, hạ đối trọng của con cẩu 250 tấn xuống. Đêm một hôm làm rất là khó nha các bạn. Xe cẩu Tùng Anh chuẩn bị ra ngoài nha cả nhà. Đấy, xe cẩu Tùng Anh chuẩn bị ra ngoài và xe cẩu của Kiến Cường thì đã lên đối trọng thêm nha các bạn. Hiện tại là theo như mình nhìn thấy ở đây là đối trọng của xe cẩu Kiến Cường là lên là 110 tấn đối trọng. Các bạn có thể thấy là 5 cục ở dưới bự là mỗi cục 10 tấn, còn 4 cục nhỏ hai bên, mỗi bên 4 cục đó, hai bên 8 cục đó, là mỗi cục vậy là nó 7 tấn rưỡi đó. Hiện tại đang là
và hiện tại thì sư thầy đang tụng kinh trên đó rất là lớn các bạn, cho nên mình đứng hơi xa để quay cho nhà mình xem. Thì bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi các bạn, thì khoảng 30 phút nữa thì xe cẩu Tùng Anh lui ra, thì xe cẩu Kiên Cường sẽ tiến hành đưa tượng mẹ xuống đất nha. Rồi mời cả nhà mình cùng cố gắng xem thêm một tí nữa cho với mình nha các bạn. Hạ cần nha các bạn, chuẩn bị xảy ra rồi đó. Xe cẩu Tùng Anh bắt đầu chạy ra nha các bạn. Để chạy ra là sẽ tiến hành hạ tượng mẹ xuống nha. Rồi kết đã đến các bạn ơi. Mình đã chờ đợi rất là lâu rồi các bạn. Ngồi mệt mỏi luôn á. Về đích ra ngoài luôn các bạn. Chịu lên nữa. Vướng cái gì mà không chịu lên các bạn. Mình nghe nói là
mình nghe nói là đã có xin keo 3 lần nhưng mà không được nha. Rồi không biết sao đây. Chiều lên các bạn. Rớt lọc cặp bẫy xi măng rớt đó, đó. Lên đó cả nhà ơi. Đồng hồ báo tải lên 100 mấy chục tấn các bạn. Sập xuống chắc nó gài cái gì đó các bạn. Nó sập xuống nó gài cái gì đó, chắc nó gài mấy cái đầu sắt chứ. Mà còn vất vả gì đó các bạn. Cậu 400 tấn mà vất vả vậy đó các bạn. Các bạn thấy kinh chưa?
dướng dướng gì vô đó mấy vô ca cọc đó. Gài mà móc méo cây sắt thôi là mấy chục tấn. Hiện tại giờ cái bức tượng nó đang bị gài tùm lum á các bạn. Cái này tối quá mình không có cho bạn thấy rõ được, nhưng mà giữa mấy cái cây y á các bạn, sắt y á, nó lúc mà khi mà hôm qua cái tượng nó sập xuống như vậy nè thì nó bị bẻ mấy cái đầu sắt á các bạn. Đầu sắt mà đục ra đó, đầu sắt cột này đục ra nè, đang cắt ngang á thì nó bẻ mấy cái đầu sắt ra như nè, bây giờ nó gài tùm lum vậy, thành ra là nâng bức tượng lên nâng không được các bạn, nó đang gài nhóc hết trơn á. Hiện tại là giờ bức tượng nó đang xề về phía qua ngoài này nha các bạn. Cậu 400 mà còn lấy vất giả nữa các bạn, quá kinh. Rồi hiện tại thì cái bức tượng nó đang nghiêng về phía bên trước rồi, thấy rất là rõ nha các bạn. Đấy. Bây giờ là sẽ ve cái xe cẩu 250 tấn của Tùng Anh vào để tiếp bỏ cái đầu gốc ngoài trước các bạn, gốc mà hồi nãy nó vướng vướng á. Đấy. Bỏ cái gốc đó lên cái là được rồi các bạn. Hiện tại là hồi nãy là xe cẩu trong đó là đồng hồ báo là nó báo là 120 mấy tấn rồi đó, mà cũng như là hai đầu lên rồi, nhưng còn cái đầu đó nó không lên thôi các bạn. Đưa xe cẩu này vào để tiếp bỏ một đầu đó thôi, nhóng được cái đầu đó lên là nó sẽ ve xe cẩu này ra nha, rồi xe cẩu kia nó sẽ tự hạ xuống. Xe cẩu vào. Tối rồi cho nên hơi khó khăn một chút nha các bạn. Đưa cái cẩu này sẽ bợ tiếp cái góc này ha. Hiện tại nó đang bị vướng cái góc này. Ok, cột dây đã xong rồi các bạn.
vậy bây giờ hai xe sẽ bắt đầu nâng nha các bạn ơi.
khu vực ba cây trụ rồi nha các bạn. Chúng ta cùng xem sẽ mấy anh sẽ phối hợp hạ xuống như thế nào nha. Vị trí đó luôn. Cuối cùng thì mẹ Quang Âm cũng đã chịu xuống các bạn. Sau rất là nhiều ngày, lúc nãy là cậu, lúc một xe cậu không xuống thì sư phụ trong chùa có đi lại xin sâm các bạn, lại chánh điện xin sâm, thì xin quẻ sâm không được nha các bạn. Đấy rồi mới kêu là anh ở bên chỗ đội di dời vào xin thêm cái nữa, mà không biết là có xin được hay không. Nói chung là để di dời cái bức tượng này thì đã xin keo này kia là hoàn toàn là không được. Nói chung là xin keo xin quẻ đều không được á.
xuống một cách rất là chậm rãi nha cả nhà. Xích về bên kia. Xuống tới đây mà đang 103 tấn đó các bạn. Đấy, chưa tính xe này nữa, xuống tới đất mà đang còn 103. Chấm đầu xuống rồi đó mà tải vẫn đang còn 103 các bạn. Còn xe kia nữa. Lúc đầu là tải 120 mấy tấn, 121 tấn mà chưa lên nữa các bạn. Quá dữ, cái tượng dự lúc đầu là dự đoán là khoảng 100 tấn thôi mà không ngờ là quá. Rồi, đang chim lại nha các bạn, đang chim cố định lại để tạm thời xuống đây nha. Trời ơi, xuống dưới này mình thấy cái tượng nó rất là lớn các bạn. Đứng chỗ cái chân này mình mới biết được cái tượng quá trời lớn luôn rồi. Hết biết rồi các bạn ơi. Trên video thì các bạn thấy nhỏ gì thôi chứ mà ở đây là thật sự là nó rất là lớn. Cái bề, mỗi một cái bề này là mình giờ ước lượng rồi nó khoảng 6 mét các bạn. 6 mét một bề gì nè. Thì nó hình tam giác các bạn. Rồi ok, đã xuống đất an toàn rồi, hết rồi. Thì mình nghe phong phanh đâu là dự kiến là sẽ đem cái cây bánh xích lại để mà qua bên kia cẩu lên ha. Còn cái cây xe 400 tấn này sẽ tạm thời cho lui nha các bạn. Mình nghe phong phanh là vậy. Thì để xem ngày mai mấy anh em sẽ xử lý như thế nào rồi mình sẽ quay tiếp. Thì hiện tại bây giờ là 12 giờ rưỡi khuya, tượng xuống tới mặt đất là đúng 12 giờ rưỡi khuya các bạn, nghĩa là đã qua một cái ngày mới rồi. Chắc có lẽ là cái là bữa nay là ngày 26 âm lịch, 26 tháng 7 âm lịch ha. Còn cái trước đó nửa tiếng đồng hồ là cái ngày 25 tháng 7 âm lịch. Chắc có lẽ là do cái ngày đó các bạn mẹ không chịu xuống ha. Thì qua ngày 26 âm lịch mẹ mới chịu xuống các bạn. Rồi thôi, video Thái Dương TV xin kết thúc ở đây. Rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nha.